Kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng hít vào một lần với thở ra một lần. Làm ơn để tay trên tim của ông bà. Cứ lặp lại theo con. Chúc cho tôi mạnh khỏe. Chúc cho tôi mạnh khỏe. Chúc cho tôi vui vẻ. Chúc cho tôi vui vẻ. Chúc cho tôi biết được tình thương. Chúc cho tôi biết được tình thương. Chúc cho tôi biết được sự bình an. Chúc cho tôi biết được sự bình an. Bây giờ làm ơn đưa tay ra một chút. Như ông bà đang chào một món quà với hình như một người rất dễ thương. Hình như ông bà đang nhìn thẳng vào mắt họ, với họ đang nhìn thẳng vào mắt ông bà, với nói với họ: chúc ông bà mạnh khỏe. Chúc ông bà. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được sự bình an. Chúc ông bà biết được sự bình an. Đưa tay ông bà ra một chút nữa. Với hình như một người không hề quen thân, có thể là một người lạ. Hình như ông bà đang nhìn thẳng vào mắt họ, với họ đang nhìn thẳng vào mắt ông bà, với nói với họ: chúc ông bà mạnh khỏe. Chúc ông bà mạnh khỏe. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được sự bình an. Chúc ông bà biết được sự bình an. Đưa tay ra một chút nữa. Với hình như một người rất khó thương, một người đã làm cho ông bà buồn, bực bội, và có thể giận dữ nữa. Hình như ông bà đang nhìn thẳng vào mắt họ, với họ đang nhìn thẳng vào mắt ông bà, với nói với họ: chúc ông bà mạnh khỏe. Chúc ông bà mạnh khỏe. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà vui vẻ. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được tình thương. Chúc ông bà biết được sự bình an. Chúc ông bà biết được sự bình an. Đưa tay ra một chút nữa. Với hình như tất cả những loài có cảm giác, hình như ông bà đang nhìn thẳng vào chúng, với chúng đang nhìn thẳng vào ông bà, với nói với chúng: chúc mi mạnh khỏe. Chúc mi mạnh khỏe. Chúc mi vui vẻ. Chúc mi vui vẻ. Chúc mi biết được tình thương. Chúc mi biết được tình thương. Chúc mi biết được sự bình an. Chúc mi biết được sự bình an. Đưa tay cho lại trên tim ông bà. Lắng nghe nhịp đập của trái tim của mình. Với nói với thân mình: chúc cho tôi mạnh khỏe. Chúc cho tôi mạnh khỏe. Chúc cho tôi vui vẻ. Chúc cho tôi vui vẻ. Chúc cho tôi biết được tình thương. Chúc cho tôi biết được tình thương. Chúc cho tôi biết được sự bình an. Chúc cho tôi biết được sự bình an. Cảm ơn. Do không được cái gì của mọi người, cái gì do phép mời không được người vừa thì em chưa lúc em. Dạ. Hôm nay con đọc cái chữ chúc mi đó. Dạ. Trong chỗ nào chúc mi trong cái giấy gì không? Dạ. Chúc mẹ. Chúc ông bà con đầu chúc mi thì không thấy chỗ nào chúc mi.